Bukayo Saka là người thực hiện quả phạt góc này. Nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ Arsenal. Định lại là phạt góc. Đúng là bóng chạm đầu của Højbjerg đi vào lưới. Đó là tình huống mà Tomiyasu đã gây áp lực với Højbjerg. Nhưng phải thực sự thừa nhận rằng đây là một pha phòng ngự rất kém cỏi của cầu thủ người Đan Mạch. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho đội khách Arsenal. Đường chuyền nhanh của Kai Havertz cho Bukayo Saka rất chuẩn xác. Saka đối mặt, chưa dứt điểm. Saka! Để ông xem lại băng hình. Đã có một cái vấp chân của Kulusevski, không thể thổi penalty trong tình huống này, thực sự là như vậy. Bây giờ thì Tottenham Hotspur chỉ có thể trông chờ rằng liệu rằng Bukayo Saka có việt vị trong pha bóng này, nhận đường chuyền của Kai Havertz hay không. Nhưng có vẻ là không. Saka đang tỏa sáng rực rỡ trong trận derby vô cùng quan trọng. Trận derby Bắc London, một trận đấu có tính chất quyết định đến cuộc đua vô địch năm. Declan Rice đánh đầu, tỷ số là 3-0 dành cho Arsenal và đó là pha lập công của Kai Havertz. Phong độ hủy diệt của các pháo thủ. Lại là phạt góc. Havertz đã nghiễm nhiên bước lên và đứng trước cao vệ của Spurs, đánh đầu vô cùng thoải mái. Hãy nhìn cái cách mà khối đội hình của Arsenal di chuyển trong pha bóng này. Tất cả các cầu thủ ngoại trừ Kai Havertz di chuyển ở phía trước mặt của line phòng ngự bên phía Tottenham Hotspur, trong khi Kai Havertz thì di chuyển ra phía sau lưng và không ai theo kèm. Đã bị chặn lại bởi William Saliba. Đường chuyền rất hớ hênh của David Raya. Sai lầm rất khó tha thứ của Raya. Ý tưởng của anh là chuyền bóng cho Thomas Partey, nhưng Raya đã không thể làm được. Một pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm cả thì Raya lại tự làm khó mình. Liệu đây có phải là bước ngoặt của trận derby Bắc London hay không? Và sai lầm của David Raya đã khiến cho Arsenal đứt mạch. Sở Đông Minh vào, tỷ số đã rút ngắn xuống 2-3 của mình. Sai lầm đã xuất hiện nơi hàng thủ của Arsenal, từ David Raya cho đến Declan Rice. Bây giờ thì cách biệt chỉ còn một bàn thôi. Khoảng cách giữa Arsenal và Man City vẫn đang. Vị trí gần như vậy thì không có cội nào dành cho thủ thành Verbruggen. Bóng đến đúng nơi mà Senesi đã trợ sẵn. Khoảng cách là quá gần rồi. Chắc chỉ có 2 mét hoặc 3 mét mà thôi. Đường chuyền vào của Ottara, đánh đầu. Còn có lỗi, nhưng ở pha dứt điểm bằng đầu này thì không gì có thể ngăn cản được. Justin Kluivert là người đã khơi mào cho đợt tấn công này của Bournemouth. Ouattara đã rất nỗ lực để chuyền bóng và anh đã đưa bóng đến đúng vị trí của Enes Unan. Hàng phòng ngự của Brighton đã quá bị động ở pha bóng này và người cũng đã đóng góp lớn ở pha đánh đầu của Enes Unan, đó là Justin Kluivert. Justin Kluivert lăng người hay. 3-0. Quá nhiều khoảng trống đã xuất hiện. Justin Kluivert thoải mái di chuyển về làng cánh phải, có rất nhiều thời gian để lắc người vượt qua được Webster và sau đó hạ gục nốt từ thành Verbruggen.
Mọi thứ đều được Justin Kluivert làm một cách hoàn hảo, không mắc bất kỳ một sai lầm nào ở pha xử lý này. Sau 30 phút đầu tiên bế tắc, Manchester City đã tìm thấy bàn thắng nhờ một tình huống cố định. Nên nhớ rằng cứ mỗi khi Manchester City ghi bàn mở tỷ số ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, họ đều bất bại. Người lập công là Vardion và cầu thủ không thể theo kèm anh là Murillo. Cuộc đối đầu của hai hậu vệ và người chiến thắng là cầu thủ bên phía Manchester City. Bàn thắng kỷ niệm trận đấu thứ 1, trận đấu thứ 300 của huấn luyện viên Pep Guardiola tại sân đá Ngoại hạng Anh. Trên bảng xếp hạng cập nhật của Premier League vào lúc này, Man City chỉ kém Arsenal có một điểm thôi và đang đá ít hơn một trận. Cuộc đua vô địch vẫn đang diễn ra vô cùng cam go và khó đoán. Nhiều thời gian kể từ sau khi vào sân, Erling Haaland ghi được bàn thắng thứ 21 của anh ở giải bóng đá Hoàng Anh. Haaland đã là vua phá lưới ở Premier League mùa trước và anh đang tiếp tục hướng tới ngôi vị vua phá lưới ở mùa giải năm nay. Cha của Erling Haaland đã được trực tiếp chứng kiến con trai của mình trở lại với việc ăn mừng bàn thắng. Người kiến tạo cho Erling Haaland là Kevin De Bruyne. Cả hai bàn thắng của Man City đều được kiến tạo bởi tuyển thủ người Bỉ. Lại một lần nữa, De Bruyne và Erling Haaland tìm thấy nhau. Và lại một lần nữa, sơ suất là của Murillo. Anh là người đã không thể ngăn cản được Vardion trong tình huống mà Vardion ghi bàn mở tỷ số. Và lần này là người không thể theo kèm được Erling Haaland.